tôi từng đọc một câu danh ngôn của người Pháp, cái đẹp là sự sống. Mỗi người đều có những quan niệm về cái đẹp khác nhau. Có người cho rằng chữ mỹ nằm ở những điều lộng lẫy, xa hoa trên vương miện lấp lánh của nữ hoàng. Nhưng đa số học giả đều yêu thích vẻ đẹp của sự sống giản dị mà mạnh mẽ như trong câu danh ngôn đề cập. Sự sống, vốn bản thân nó đã là một thứ gì đó kỳ diệu. Cánh đồng hoa lavender, chúng không chỉ đẹp vì sắc tím mộng mơ, mà còn bởi dòng nhựa sống căng tràn trong mỗi tế bào của bông hoa. Những bức tranh hay bài thơ đẹp vì nó mang hơi thở của cuộc sống hay nội tâm con người, không phải một thế giới đẹp đẽ mà chết lặng. Đó là vẻ đẹp sức sống trong thiên nhiên và nghệ thuật. Và tất nhiên, đối với con người cũng vậy. Cùng nằm trong dòng cảm hứng trên, tác giả Itsuki Hiroyuki đã viết cuốn sách Chỉ sống thôi là đã đủ tuyệt vời, như một cách tôn vinh sự sống của con người. Tác giả Itsuki Hiroyuki là một cây bút tài năng với nhiều giải thưởng danh giá. Cuốn sách này không phải xuất sắc nhất, không phải những phát kiến vĩ đại, nhưng đủ cho bạn tìm thấy sự bình yên và chắc chắn là hãnh diện về cuộc đời. Có thể coi tác giả như một người bạn đồng hành bởi những chia sẻ hết sức chân thành của ông. Cuộc sống vốn dĩ tràn ngập nỗi buồn. Hồi còn trẻ, tôi từng nghĩ có lẽ sau này khi trưởng thành thì cuộc đời sẽ được nhẹ nhõm đi ít nhiều. Đáng tiếc thay, điều này không xảy ra. Dù sống đến bao nhiêu tuổi hay hoàn cảnh sống có thay đổi đến thế nào, tôi vẫn phải đối mặt với nhiều điều phiền muộn không mong muốn. Nhưng tin mừng là tôi đã bắt đầu nhận thức rằng, thậm chí những nỗi khổ đau này cũng là một phần quan trọng của cuộc đời. Cuốn sách được chia thành 4 phần và dung lượng chưa đến 200 trang. Tôi nghĩ như vậy là đủ để tác giả thể hiện suy nghĩ của mình về sự sống của con người. Thân gửi bạn, người đang cảm thấy bế tắc. Có những người quá băn khoăn về mục đích sống của mình mà cảm thấy bế tắc. Tác giả có chia sẻ như sau mỗi khi có người gặp vấn đề này. Thường thì tôi sẽ hỏi lại người đó, có thật sự cần phải thêm một mục đích gì đó vào cuộc sống hay không? Tôi hỏi thế là bởi sống đến từng tuổi này, tôi tự thấy cái gọi là mục đích sống dường như không tồn tại. Hơn nữa, sâu trong tim mình, tôi luôn tin rằng dù không có bất kỳ một mục đích nào đi chăng nữa, chỉ riêng việc được sống trên đời thôi đã là một điều quá tuyệt vời. Thực sự, khi đọc đến đoạn này, rất nhiều người đọc giống như tôi sẽ gặp mâu thuẫn trong ý tưởng của tác giả. Một thế hệ ảnh hưởng từ triết học, văn học với những câu hỏi đi tìm bản ngã. Tôi là ai? Tôi sinh ra để làm gì? Và trái tim nhiệt huyết tìm ra sứ mệnh của sự tồn tại. Chúng ta không dễ chấp nhận việc cẩu thả với ba từ mục đích sống. Nhưng khi bình tĩnh đọc hết cuốn sách, tôi mới thấy câu nói trên dồn trọng tâm vào cụm từ sống đến từng tuổi này, nghĩa là tuổi 87 của tác giả. Bởi vì với những người tuổi đã cao như vậy, họ đơn giản thấy sống đến tuổi già an nhiên đã là một điều tuyệt vời. Nhưng trước đó, họ cũng có một tuổi trẻ sôi nổi với hoài bão, với những trăn trở. Tóm lại, tác giả muốn động viên những người cảm thấy bế tắc, nên vơi bớt chút lắng lo, băn khoăn của mình mà trải nghiệm cuộc sống. Đáp án, theo tôi nghĩ, rồi cũng sẽ được hóa giải theo thời gian. Dù con người thường nghĩ rằng bản thân họ đang tự sống cuộc đời mình, nhưng thực ra chúng ta không hề đơn độc. Đúng vậy, chúng ta thường cho bản thân là kỵ sĩ đơn phương độc mã mà ôm hết mọi thứ lên đôi vai nhỏ bé. Thật ra, sự sống còn kỳ diệu bởi mối liên hệ của nó với thế giới xung quanh. Sự sống của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác và xã hội này tồn tại, phát triển, tôi không biết dùng từ gì thích hợp, nhưng đại loại là một dạng tương trợ. Với phần đầu tiên, tác giả gợi cho người đọc về cảm hứng sống. Một cách nhẹ nhàng và an nhiên của những người đã bình bình an đi qua sóng gió cuộc đời. Tinh túy và thanh khiết như cánh hoa anh đào trong gió của tâm hồn Nhật Bản. Như văn phong nhẹ nhàng của hầu hết các tác gia của xứ sở anh đào. Phương thức sinh tồn. Nghe đề mục
dễ khiến người đọc liên tưởng tới điều gì đó thật khủng khiếp như trong bộ sách Đấu Trường Sinh Tử. Nhưng nếu nhìn thẳng sự thật mà nói, cuộc sống chính là như vậy, là cuộc chiến sinh tồn. Trong cuốn sách, tác giả sẽ dùng những lời văn đẹp đẽ nhất để ta học cách thích nghi với những tiêu cực của cuộc sống. Tôi nghĩ phần này có thể kết hợp với phần 3. Bất an hay phiền não đều là một phần của tôi, bởi vì đối mặt với phiền não cũng chính là cách để sinh tồn trong cuộc đời. Khi những điều không may liên tiếp xảy ra, thay vì cố sức phản kháng, ta nên tự điều chỉnh lại tâm thế của mình. Một trong những cách để cuộc đời trở nên yên ổn chính là biết chuyển hóa suy nghĩ của bản thân. Những rắc rối là điều không thể tránh khỏi. Thay vì tức giận hay bi lụy với chúng, ta nên bình tĩnh đối diện với chúng. Câu văn trên làm tôi nhớ tới một câu nói tương tự. Khi cuộc đời chia cho ta những lá bài xấu, hãy biến ta thành người chơi giỏi. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra nhiều phương pháp khác nhau, như chọn cho bản thân một nơi để trở về hoặc cảm nhận sự tồn tại. Tuy nhiên, phần tôi ấn tượng hơn cả là cách tác giả viết về nỗi bất an của con người và những tiêu cực trong cuộc sống. Chừng nào chúng ta còn sống, chừng đó cái ác vẫn còn tồn tại. Nhưng đồng thời, trong chúng ta cũng có sẵn những hạt giống thiện lành. Con người không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sống với cả hai thái cực đang tồn tại bên trong mình. Có lẽ vì cuộc sống vốn dĩ đã chẳng dễ dàng nên mỗi đứa trẻ sinh ra đều cất tiếng khóc chào đời. Nhưng điều gì chẳng có hai mặt thiện ác sáng tối. Do vậy, bên cạnh những khó khăn thì cuộc sống vẫn có những hạnh phúc hiển hiện. Cuốn sách sẽ phân tích cho bạn thấy việc chấp nhận khó khăn là việc hoàn toàn hiển nhiên và những nỗi đau cũng có thể làm bạn thay vì việc chúng ta thù ghét và sợ hãi nó. Hồi còn học trung học, cô giáo từng đưa chúng tôi một đề bài Dũng cảm là sống hay chết. Có thể chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến sự hy sinh cao cả của những người lính xưa kia. Nhưng sự dũng cảm không chỉ tồn tại trong tiếng bơm, tiếng súng. Sự dũng cảm của con người còn ở việc anh ta dám sống. Đúng vậy, dám sống để đối mặt với chông gai thử thách, dám sống với vẹn toàn sự sống của mình không hổ thẹn. Âu cũng là một loại dũng cảm. Giống như Nick Vujic hay vô vàn người khác, họ vượt qua mặc cảm để hướng tới cái chân thiện mỹ của cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều cần dũng cảm để đối diện với cái xấu, cái ác trong cuộc sống và chính bản thân. Đây cũng chính là điều tác giả muốn truyền tải. Hãy tự mình ghi nhận sự bản lĩnh và can trường của sự sống. Sống trọn vẹn, có cuộc đời thì thất bại, có cuộc đời thì bình đạm thông thường, có những cuộc đời thành công rực rỡ. Dù là cuộc đời nào đi nữa, mỗi người đều đang sống và đấu tranh không mệt mỏi trong vận mệnh và sứ mệnh của bản thân. Mỗi chúng ta đều là một chiến sĩ. Chúng ta không giống nhau, nhưng đích đến của cuộc đời, ai chẳng muốn một kiếp an nhiên, để lúc tuổi già tóc bạc có thể kiêu hãnh nhìn về một kiếp người, dù buồn dù vui. Chính vì vậy, bạn học giỏi hay không, bạn kiếm nhiều tiền hay ít, quan trọng nhất là bạn đã cố gắng hết mình. Bạn sống trọn vẹn từng ngày, cố gắng từng ngày, mãn nguyện một đời về sự sống không tiếc nuối. Như vậy là quá tốt rồi. Bởi vì danh vọng hay tiền bạc cũng sẽ theo ta đến nấm mồ rồi tan thành khói mây. Do đó, sống trọn vẹn chính là một cuộc sống hạnh phúc. Có một điều tôi khá thích ở tác giả là vốn kiến văn phong phú của ông. Mỗi trang sách chúng ta đều tiếp nhận được thêm rất nhiều tri thức mới, gặp lại những cái tên quen thuộc và cả những câu chuyện chưa từng biết tới. Nó làm tôi nhớ lại cảm giác khi nghe ông bà kể chuyện xưa, sự yên bình của cuốn sách lan tỏa từ chính nội tại của nó. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng nghĩ rằng một tác giả tuổi đã cao sẽ có cái nhìn đã cũ và thiếu cập nhật. Không hề, Itsuki Hiroyuki là một tác giả có sự quan sát sự vận động của xã hội. Không phải khép kín mình trong tháp ngà văn chương mà bỏ mặc thế sự. Ví dụ như tỷ lệ tự tử tăng cao hay trầm cảm trong xã hội hiện đại, ông đều đưa ra những ý kiến của riêng mình. Chứng kiến một xã hội có tỷ lệ người tự tử ngày càng gia tăng,
Thậm chí con người còn dễ dàng ra tay sát hại lẫn nhau, khiến tôi cảm thấy căn nguyên của vấn đề thực sự nằm ở một nơi rất sâu. Dù là tự sát hay giết người thì cũng đều bắt nguồn từ một gốc rễ duy nhất. Đó là con người không thực sự cảm nhận được cái quý giá của sinh mạng. Tôi cũng nghĩ nếu con người ta hiểu rằng sự sống là một điều thiêng liêng thì chắc chắn sẽ không làm vậy. Tuy nhiên, xung quanh vấn đề này còn rất nhiều luồng ý kiến và cách luận giải khác nhau. Thay lời kết, đây là chương sách cuối cùng và cũng chính là lời nhắn gửi của tác giả với toàn bộ chúng ta, hãy sống trọn vẹn. Cuốn sách một khi khép lại nhất định vẫn sẽ để lại dư vị thanh nhã trong lòng người đọc. Sự sống của con người không phải chủ đề quá mới mẻ. Từ kho tàng văn học ngàn đời trước, con người đã suy tư về sống, chết. Dẫu vậy, cuốn sách này vẫn vô vàn đáng đọc. Nếu bạn đơn giản cần một người an ủi, cần một nơi để tâm sự. Tôi thích màu sắc của Nhật Bản lan tỏa trong cuốn sách. Từ cách hành văn nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người của tác giả đến những câu chuyện rất Nhật. Qua cuốn sách, tôi cũng nhận thấy biểu hiện rõ nét của phong cách sống tối giản mà người Nhật đề cao. Họ không quá cầu kỳ xa hoa, những thứ giản dị, thanh đạm lại dễ ưa hơn rất nhiều. Qua những dòng văn của tác giả, tôi thấy được ông có sự am hiểu đối với tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo. Nếu bạn đọc cuốn sách để tìm bình yên thì chắc chắn những trang sách mang hương vị từ bi và an nhiên từ Phật giáo sẽ khiến bạn hứng thú. Tôi thích cách cuốn sách đem lại sự an tâm và hoan hỷ về cuộc sống hơn là coi nó như một cuốn sách truyền động lực mạnh mẽ hay kêu gào khẩu hiệu. Và cuối cùng, điều khiến cuốn sách nhỏ bé dễ lấy lòng người đọc nhất chắc chắn không thể bỏ qua trái tim chân thành của tác giả hướng tới điều thiện lương. Con người chỉ cần sống đã là có giá trị, không có cuộc đời nào là vô nghĩa, chết cũng là một việc có giá trị. Ngay cả đối với một người như tôi, không có chút dối trá nào trong chuyện này. Sống là việc không hề đơn giản, nhưng ta cần phải sống. Nguyện cho những từ ngữ sinh ra từ những tiếng thở dài của tôi có thể an ủi và động viên bạn đọc, dù chỉ là một chút. Lặng lẽ đọc cuốn sách trong một buổi đêm thanh tĩnh là một điều tuyệt vời sau cuộc sống tấp nập ngoài kia. Một thời gian dài chau mày với sách chính trị, kinh tế, gồng ép bản thân với những cuốn self-help. Tôi vẫn nghĩ những cuốn như Chỉ Sống Thôi là đã đủ tuyệt vời, không thể thiếu trên giá sách. Nó giúp mọi thứ cân bằng lại, vì thi thoảng, não bộ cũng cần được nghỉ ngơi, tâm hồn cần được tự do để ngày hôm sau, chúng ta lại có thể bắt đầu một ngày mới trọn vẹn.